đầy bản sắc. Và không thể không thể kể đến tên một cái nhạc sĩ người Pháp nhưng mà là gốc Việt. Ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc gia nổi tiếng trên thế giới, mà đã nổi tiếng nhờ là ông đã đưa cái phần nhạc gia, nhạc dân gian Việt Nam vào trong các tác phẩm của mình. Và đó không ai khác chính là nhạc sĩ Nguyên Lê, người mà gần đây cũng đã có những cộng tác với cả âm nhạc Việt Nam, như là phối lại bản nhạc Chiếc Khăn Piêu mà nhạc ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất là thành công. Tout en conservant les premières influences du jazz français et en les harmonisant avec les spécificités propres à la musique asiatique, les artistes et musiciens vietnamiens ont développé leur propre style de jazz fusion. On ne peut s'empêcher de mentionner l'influence du maître de jazz franco-vietnamien Nguyen Le, qui a contribué à la formation du style jazz fusion, servant de source d'inspiration pour des générations d'artistes vietnamiens. C'est également lui qui a récemment arrangé un morceau de musique très très connu au Vietnam, c'est le morceau Thien Khang Pio, qui a été interprété avec beaucoup de succès par le chanteur Tung Zhe. Sau đây, chương trình chúng tôi được bắt đầu với một cái màn mới mà với các nghệ sĩ khách mời, đó là anh nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ đàn môi và sáo Nguyễn Đức Minh, và một ca sĩ, nghệ sĩ rất đặc biệt đến từ Maroc, anh Amin Kanamin. Và hôm nay chúng tôi rất là xúc động khi biết được anh Amin tối nay là máy bay đã bay về nước, nhưng anh đã rất nhiệt tình ở lại, cố gắng tham gia chương trình của chúng tôi một cách rất là nhiệt huyết. Và các khán giả sẽ cảm nhận được sự phát triển kế thừa từ âm nhạc dân gian với các nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ dân tộc, với một cái lối chơi theo phong cách nhạc xa, với chất liệu từ âm nhạc Á Đông, âm nhạc châu Phi và âm nhạc Việt Nam, qua những tác phẩm là tác phẩm Nên Bạn, trích từ album Chém Gió của anh Quyền Thiện Đắc, và tác phẩm thứ hai là tác phẩm Thành Bạn của anh Amir, anh Đức Minh và anh Hà Đình Huy. Kính mời khán giả, quý vị khán giả lắng nghe.